Chào mừng các bạn đến với kênh Thế Giới Crypto. Trong video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn tham gia khai thác một cái dự án token ở trên Telegram, dự án Metat. Dự án này thì nó vừa mới ra mắt trong buổi chiều ngày hôm nay và bây giờ các bạn muốn tham gia thì hãy nhấp vào cái đường link mình để bên dưới phần mô tả video. Khi các bạn nhấp vào đường link xong thì nó sẽ hiển thị ra cái giao diện như này, các bạn sẽ nhấp vào mục bắt đầu này. Rồi tiếp theo thì nó sẽ sang một cái giao diện mới. Các bạn sẽ nhấp vào chữ Play. Tiếp theo thì nó sẽ sang cái giao diện này, các bạn sẽ nhấp vào chữ bắt đầu. Và tới đây thì các bạn sẽ nhấp vào mục NetGo này. Như vậy là chúng ta đã truy cập được vào trong cái tài khoản để chúng ta khai thác. Ở đây các bạn có thể là dùng được nhiều đầu ngón tay để chúng ta tap vào màn hình này nhé. Đây là cách để chúng ta khai thác này. Hiện tại thì với những tài khoản mới tham gia thì nó sẽ có một cái bể giới hạn cho chúng ta khai thác. Ở đây cái bể của nó sẽ chứa là 300 cái đồng game này. Khi các bạn tap mà nó vơi và nó hết rồi thì các bạn có thể nhấp vào cái mục bot ở đây để chúng ta lấy thêm bể này. Ở đây có cái mục là full NG này. Một ngày thì nó sẽ cho chúng ta thêm 6 bể. Nếu trường hợp mà các bạn đào hết rồi mà nó chưa có bể để đào thì các bạn sẽ nhấp vào đây. Và nhấp vào cái mục go này thì nó sẽ cho các bạn thêm một bể nữa để chúng ta đào nhé. Thì các bạn sẽ không phải chờ. Đây mình sẽ ví dụ cho các bạn này. Mình tap hết chỗ 180 mấy này. Mình sẽ tap hết cái số lẻ ở đây đang có nhé. Rồi hiện tại thì cái số dư ở đây nó đang về không rồi, nó còn rất là ít, mình không đủ để đào thì mình sẽ nhấp vào cái mục bot ở đây. Rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ vào mục full NG này. Và các bạn nhấp vào chữ go này, nó sẽ cho chúng ta thêm một cái bể đầy luôn. Các bạn quay trở lại giao diện chính thì nó sẽ có một cái bể đầy 300 cho chúng ta đào tiếp nhé. Như vậy là mỗi ngày thì chúng ta sẽ có thêm 6 cái bể free để cho chúng ta lấy thêm khi mà chúng ta đào hết. Ở đây thì nó sẽ có nhiều mục để chúng ta làm nhiệm vụ nhận thêm phần thưởng cái đồng game này. Các bạn sẽ nhấp vào mục earn ở đây. Tiếp theo thì ở đây có cái mục check in. Hàng ngày chúng ta sẽ vào đây nhấp vào cái mục check in này thì chúng ta sẽ điểm danh để nhận thêm phần thưởng. Ngày đầu tiên sẽ nhận được là 100 cái điểm game này. Rồi tiếp theo thì các bạn sẽ join vào cái Telegram channel của dự án thì sẽ được cộng thêm 100 cái điểm may game này. Các bạn nhấp vào chữ check. Ở đây thì mình đã join vào rồi này. Rồi chúng ta quay trở lại cái mục may tab. Tiếp theo các bạn nhấp vào mục cờ nam để nhận phần thưởng. Và nhấp vào Continue. Rồi tiếp theo nữa thì các bạn sẽ nhấp vào cái mục Partner này. Ở đây nó sẽ hiển thị ra hai cái nhiệm vụ cho chúng ta làm. Các bạn sẽ nhấp vào chữ Go ở đây. Với nhiệm vụ ở đây thì mình sẽ nhận được là 1.200 điểm này. Và bên dưới này là 1.350 điểm. Các bạn nhấp vào chữ Go. Sau đó thì chúng ta sẽ join vào cái group của cái dự án này. Rồi chúng ta quay trở lại Metat. Các bạn nhấp vào Claim để nhận phần thưởng. Và cái nhiệm vụ ở bên dưới này cũng tương tự như vậy nhé. Ở đây thì nó sẽ yêu cầu chúng ta là follow tài khoản này ở trên X này, mạng xã hội X. Hiện tại thì mình đã follow rồi nên là mình sẽ quay trở lại để nhận phần thưởng luôn. Rồi chúng ta nhấp vào claim nhận phần thưởng. Như vậy là mình nhận được thêm 1.350 cái điểm may này. Rồi tiếp theo thì ở đây còn một cái mục nữa chúng ta sẽ làm nhiệm vụ tiếp. Các bạn sẽ join vào cái Telegram của cái dự án DogS này. Rồi chúng ta sẽ quay trở lại. Nhấp vào claim để nhận phần thưởng. Tiếp theo thì join vào cái X này, tài khoản mạng xã hội X của Maygame. Ở đây thì chúng ta sẽ chờ nó loát nhé. Cái này nó không loát được thì chúng ta sẽ phải nhấp lại một lần nữa. Như vậy là mình đã nhận được thêm phần thưởng 350 may. Bây giờ chúng ta sẽ về lại cái giao diện chính này. Sau khi mình làm xong thì hiện tại số dư của mình là 5.500 may. Hiện tại thì một lần nhấp trên màn hình này thì các bạn sẽ nhận được một cái đồng game này. Các bạn muốn tăng lên là 2 đồng, 3 đồng, 2, 5 đồng hoặc 10 đồng ý, thì chúng ta sẽ nhấp vào cái mục bot này. Các bạn lưu ý là các bạn phải có số dư game này thì các bạn mới nâng cấp được nhé. Ở đây thì có cái mục turbo này. Mục này thì hiện tại là chúng ta phải có 20.000 cái điểm game này chúng ta mới nâng cấp được. Thế còn những cái nhiệm vụ khác như là tap màn hình này, hiện tại chúng ta đang mỗi một lần tap thì sẽ được 1 đồng. Các bạn muốn nâng cấp lên để được nhiều hơn, mỗi một lần tap được 2 đồng thì các bạn phải có 10.000 cái đồng game này. Sau đó các bạn nhấp vào cái chữ Go này thì nó sẽ nâng cấp lên làm Never 2 nhé. Thì một lần tap của các bạn sẽ được 2 đồng và cứ thế các bạn nâng lên, càng lên cao thì lần tap của các bạn càng nhiều. Và cái mục bên dưới này là NG này.
Thì với cái mục này là nó là cái bể năng lượng. Và hiện tại cái bể của mình đang có sức chứa là 300 đồng. Thì các bạn muốn nâng cấp để cho cái bể chứa nó nhiều hơn thì các bạn sẽ nhấp vào đây. Và yêu cầu là các bạn phải có 10.000 cái đồng game này thì chúng ta mới nâng cấp được nhé. Ba cái mục này là những cái mục để chúng ta nâng cấp lên nhé. Đó, hiện tại thì mình đang táp mỗi lần chỉ được có 1 đồng thôi này. Khi nào mà có nhiều cái đồng game này thì chúng ta mới nâng cấp được. Rồi đây thì có cái mục setting này, các bạn nhấp vào đây để chúng ta cài đặt. Nó sẽ có ngôn ngữ tiếng Anh và tiếng Việt đây nhé. Các bạn muốn chọn tiếng nào cũng được này. Bây giờ thì mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để lấy link đi chia sẻ. Các bạn sẽ nhấp vào mục bạn bè ở đây. Và nó sẽ hiển thị lên cái mục là mời một người bạn này, hoặc là các bạn sẽ sao chép. Nó có cái biểu tượng sao chép ở đây, các bạn sẽ nhấp vào để sao chép link và đi chia sẻ cho bạn bè tham gia cùng nhé. Như vậy là trong video này mình đã hướng dẫn các bạn tham gia khai thác cái đồng Maytap ở trên Telegram. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian theo dõi video của mình. Chúc các bạn thao tác thành công và nhận được nhiều cái đồng Maygame. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.